Xin chào quý vị và bà con. Mưa dông sẽ vẫn là những cảnh báo lưu ý cho các tỉnh vùng núi Bắc Bộ từ nay cho đến sáng ngày 10 tháng 6. Nhiều điểm có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 130mm cả đợt. Khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ mưa chỉ xảy ra rải rác vào chiều tối và đêm, còn ban ngày thì trời oi nóng. Dự báo đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11 và 12 tháng 6. Mưa lớn tập trung ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đến với khu vực Trung Bộ, thời tiết chủ đạo tại đây trong những ngày tới vẫn là tình trạng nắng nóng. Vùng tâm nóng sẽ tập trung ở khu vực từ Thừa Thiên Huế cho tới Phú Yên với mức nhiệt phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi còn cao hơn. Độ ẩm thấp nhất trong ngày là từ 45 cho tới 65%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 13 cho tới 16 giờ. Thưa bà con, thời tiết nắng nóng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của vật nuôi, đặc biệt là với gà đẻ trứng, bởi nắng nóng khiến cho gà thường ăn ít, nên đẻ ít hơn và chất lượng trứng cũng không cao. Để gà đẻ trứng tốt trong mùa nắng nóng, bà con cần lưu ý tăng hàm lượng chất dầu trong thức ăn bằng cách là giảm lượng các loại thức ăn ngũ cốc như là ngô, khoai, đạm ở mức không quá 50-55%. Bà con nên bổ sung dầu thực vật cho gà. Tăng hàm lượng thức ăn có protein lên khoảng từ 1-2% để kích thích khả năng sinh sản ở gà. Các loại thức ăn giàu protein như là bã đậu tương, bánh khô dầu hạt bông, các loại bánh bã gạo. Cùng với đó, bà con cần trộn thêm chất điện giải, vitamin C và đồ ăn thức uống của gà với liều lượng từ 0,1 cho đến 0,4% vitamin C và 0,2 cho tới 0,3% chlorid vào thức ăn của gà sẽ có tác dụng giải nhiệt rõ rệt. Gà sẽ đẻ trứng nhiều hơn. Kết lại bản tin hôm nay là dự báo nhiệt độ các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Thank you.